Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Trang đây. Thì hôm nay đồng hành trong video này có Trang thì có anh Quyền và anh Giang. Đó là hai bác tài sẽ hộ tống Trang đi đến Phú Quốc ngày hôm nay. Thì nghe nói là Phú Quốc có nhiều cảnh đẹp và đó cũng được gọi là hòn đảo ngọc của Việt Nam mình á. Cho nên là hôm nay có dịp mà Trang đến đó thử xem như thế nào. Với được biết là hai bác tài này cũng thường đi tuyến Phú Quốc á cả nhà. Cho nên là Trang cũng sắp xếp để mà cố gắng đi trong chuyến đi này. Rồi bây giờ là Trang sẽ lên xe để chuẩn bị khởi hành. Thì mong mà cả nhà sẽ tiếp tục theo dõi hành trình tiếp theo của ba anh em mình nhé. Quà cảm ơn. Quà cảm ơn vì đã quay. Rồi bây giờ Trang sẽ lên xe nha cả nhà. Khi mà gặp mấy anh em cùng công ty quen biết đúng không? Ủa cái chỗ cái cây dầu này sao thấy quen dữ vậy ta? Đây là một cây dầu lớn ở trong cao tốc mà. Cảm thấy quen, hình như anh đã từng ghé đây rồi một lần hay sao ấy. Quá nhiều xe luôn này nhà ơi. Mấy anh đi ra Phú Quốc nhiều chắc đâu có nôn nao gì đâu hả anh nhỉ? Có nôn ra Phú Quốc không? Đi cũng thường rồi. Bình thường tại đi hoài đúng không? Đây mời anh em xuống mua cà phê dọc Châu Thành. Dạ vâng, ok. Vậy anh em mình sẽ xuống mua cà phê. Nãy là mấy anh em có qua chỗ bên kia để mua cà phê nhưng mà không còn bán nữa cho nên là mình sẽ đi qua bên đây để mua. Đây đóng cửa sớm cả nhà, 9 giờ mấy rồi đóng cửa rồi. Hay muốn nước lọc rồi được không? Phải đi, uống nước lọc rồi giải nhiệt cơ thể. Giờ thì hai anh em mình đã mua được cà phê đâu. Cà phê và nước suối. Rồi bây giờ mình sẽ lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Vậy là mình đến cái chỗ cây dầu kế nữa mới gặp bác tài kia hả anh? Đúng rồi. Đang đầu ở dưới trước. Dạ, Trang cứ tưởng là gặp ở đây nhưng mà không phải đó nha. Còn mình còn đến trạm sau nữa mới được gặp nha. Rồi bây giờ là lên xe đi tiếp hả? Đã hoàn thành nhiệm vụ mua cà phê. Rồi bây giờ anh em mình đã đi được một đoạn đến cầu Mỹ Thuận rồi cả nhà. Đây là lần đầu tiên mà Trang cũng đi cầu Mỹ Thuận đó cả nhà. Đây hình như là cây cầu mới xây hay là sơn sửa lại anh? Đây là cầu Mỹ Thuận 2. Mỹ Thuận 2. Mới khánh thành xong luôn. Mới khánh thành xong. Mới cho chạy như hồi Tết bây giờ. Đi trước Tết chứ, trước Tết giờ. Cây cầu Mỹ Thuận cũ là phía kia song song rồi. Vậy là hai cây cầu này song song nhau hả? Một buổi tối cả nhà chắc không thấy được đâu nhưng mà ở phía bên kia là có một cái cây cầu song song nữa, đó là cầu Mỹ Thuận 1 đúng không? Chưa có cầu này, cây cầu đó. Rồi còn cái cây cầu mà hiện tại là Trang và các anh cùng đi đó là cầu Mỹ Thuận 2 nha cả nhà. Cầu này nó cao hơn cầu Mỹ Thuận 1. Vậy hả? Cầu này khá cao. Em thấy sao, chiều này có đẹp không? Em thấy khá là đẹp á, nhưng mà chắc là em sẽ chuyển qua cái ghế phụ bên đây để em quay một đoạn của cái cầu ấy. Mời anh em vào ăn cháo cùng với ba anh em mình nha. Trang ngồi lên xe thì chập mắt được một tí xong rồi bây giờ vào ăn. Ăn xong mấy anh nói vui vui là ăn xong có sức để ngủ tiếp đấy cả nhà.
Thì khi mà mấy anh em mình vào ăn cháo cả nhà thì bác tài kia cũng vừa đến luôn, đang đậu chiếc xe ngoài đó, đèn chớp cháy cả nhà thấy không? Đấy, vào quán cùng ăn luôn. Hồi nãy là định là gặp nhau ở cây dầu để mà kêu, mà thấy bác đang ngủ á, cho nên là mấy anh em cũng ngại quá không có kêu để sợ làm phiền bác. Rồi, ra cái áo luôn rồi. Đó, bác đang đi lại chuẩn bị vào ăn. Tối nay thì mình ăn cũng đạm bạc thôi cả nhà. Mình thì ăn hủ tiếu nhé. Hay là có cháo, là mì, ba anh em ăn ba món khác nhau. Nhưng mà tại cùng một quán. Trời ơi, ổn. Chào anh nha. Chào. À, rồi. Rồi bây giờ thì mấy anh em mình sẽ ăn sáng. Cái này chắc là sáng luôn rồi. Ừ, ăn sáng để lấy sức tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi đã nạp năng lượng rồi thì anh em mình tiếp tục cuộc hành trình. Đó là có thực mới được đạo ấy. Trước mặt đây là một trong những con đường là đau khổ nhất miền Tây nha. Sao gọi là đau khổ nhất miền Tây anh? Ví dụ nói gì mà nghe. Muốn ví dụ phải không? Giờ mình anh muốn ví dụ không? À, thực tế luôn nè. Ôi. Rồi, cả nhà nhìn cái camera mà Trang đang cầm trên tay mà nó cà rung là biết. À, tức là nó rung lắc nhiều hả anh? À, dốc nhiều nè. Dốc nhiều à. Cầu rồi. Nhiều, cống nhiều nè. Cầu nhiều, cống nhiều à. À, anh em miền Tây mà đi vô con đường này toàn là nhắc tên phụ huynh không à, chứ không biết để cho một cái ví dụ nữa để thành chứng minh nè. Thì anh Giang bác tài đã lái rồi, bây giờ là mình cũng đổi tài để cho anh Quyền lái đấy. Rồi thì chắc có lẽ là Giang sẽ tạm gác máy quay tại đây để nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng ngày mai đang khi mà đặt chân đến địa phận Hà Tiên á thì Trang sẽ tiếp tục quay hành trình cho các nhà mình xem nhé. Ngủ một giấc thì sáng dậy là mình đã tới Hà Tiên rồi. Để trước mặt là phà này cả nhà. À đây, bến phà Thạnh Thới này. Bây giờ là mình sẽ đi qua phà. Ôi, ở đây có những cái chiếc tàu, chiếc phà kìa. Lâu lắm rồi Trang không có đi phà cả nhà. Ở dưới quê Trang thì đó có phà Lạch Miễu ấy. Sau này thì khi mà phát triển dần hơn thì nó sẽ thành cầu rồi. Rất là lâu rồi Trang không có đi phà. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở tại bến phà Thạnh Thới này cả nhà. Bến phà Thạnh Thới, camera có thể chỉ đến đây nha, cho cả nhà xem cái cổng của bến phà Thạnh Thới nha. Là một trong những con phà lớn nhất ở Hà Tiên. À, là một trong những con phà lớn nhất của Hà Tiên cả nhà. Hiện tại thì anh em mình đang đứng với một cái view rất là chill luôn cả nhà. À, ở bên kia là chợ gì anh? Chợ Hà Tiên. Chợ Hà Tiên. À, đang thấy cực kỳ thích cái chợ, bởi vì nó có đủ sắc màu hết cả nhà. Nhìn bên kia rất là đẹp nha, màu xanh nè, màu cam nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, màu đi trắng nè. Thẳng bên kia là Campuchia luôn á. Campuchia hả? Ừ. Thế tương lai chắc là mốt mình sẽ qua Campuchia một chuyến á cả nhà. Tại vì đã sát bên rồi mà không qua được thì tiếc lắm. Vài cây à, đây qua bên vài cây số cửa khẩu. Nhưng mà cái đó là phải có passport này nọ các kiểu đúng không anh? Đúng. Mới qua được đúng không? Mốt Trang sẽ làm passport thì Trang cũng có dự định là sẽ làm một chuyến qua Lào và một chuyến qua Cam, nhưng mà hiện tại thì chưa được. Cái cảnh rất là chill, trên đó là cây cầu có dòng người xe chạy tấp nập buổi sáng nè. Tại vì thời tiết hôm nay nó không được trong lắm á cả nhà. Nó chưa có nắng lên, hiện tại là đang 7 giờ mấy sáng thôi, chưa được 7 giờ rưỡi nữa. Cho nên thời tiết hôm nay cũng khá là âm u, cho nên là màu sắc nó cũng không được đẹp. Chứ nếu mà nắng lên thì Trang nghĩ nó còn sẽ đẹp hơn nữa. Đây là mình cầm trên tay những chiếc vé nó được qua phà nha cả nhà. Đây là hai chiếc vé nha. Tại còn đang chờ thêm một bác tài nữa để qua cùng luôn. À, ba chiếc vé nha. Chị Linh là ăn sáng chỗ này, nhưng mà không kịp, giờ xuống phà mình ăn luôn. Ừ, ăn sáng trên phà luôn, mấy anh em mình sẽ ăn sáng ở trên phà luôn. Giờ đi xuống phà nè. Quang cảnh buổi sáng đây tuyệt vời lắm cả nhà ơi. Trang chắc muốn ở đây luôn quá. Đây. Nãy là mình còn đứng bên kia, bây giờ qua bên đây cách được một phút rồi nha. Đây là xe của bác tài còn lại đây cả nhà. Ui. Ủa sao như kiểu có hai chiếc mình thôi vậy? À còn dưới nữa. Xe đánh xe, giờ này đánh xe, đánh ra là còn một tay này biết một xe có thể chục chiếc. À thường chục chiếc luôn hả? Chục chiếc. Ồ. Bây giờ mới có ánh nắng lên nè cả nhà. Hồi nãy Trang nói là thời tiết bầu trời có vẻ âm u ấy, bây giờ thì nắng lên rồi. Thời tiết có vẻ ấm dần lên này nè, bây giờ thấy có sắc rồi đó. Tranh thủ lúc phà chạy thì mấy anh mình sẽ đi lên trên kia để mà đi ăn sáng. Tuyệt vời quá. Ôi ánh nắng chiều chiều rồi, đúng đẹp luôn.
Ôi ăn ở đây chiêu nhờ. Đứng ở cái chỗ này á, nó rất là tuyệt luôn cả nhà. Xa xa thì có những cái chiếc thuyền nhỏ này cả nhà thấy không? Cái này là giống như là ở trong tranh vẽ mình hay thấy á. Gió gió cực mát luôn cả nhà. Nó nói là cái gì phát em bay trong gió, nghe nhìn nó đẹp lắm mà. Trang em thấy nghĩ là phát em bay trong gió nó mới lùi chứ nó cũng không đẹp được nào đâu. Đây cả nhà nhìn thấy cái phong cảnh rất là đẹp luôn. Ở phía dưới là sóng biển dập dìu nha. Rồi bay lượn là những cái chiếc chim bay lượn ha. Rồi xa xa nữa là có những cái dãy đồi núi chập trùng xanh thẳm cả nhà thấy không? Đó. Rồi xa xa tiếp bên kia nữa cả nhà thấy là bao xung quanh đây toàn là núi rồi đó cả nhà. Đồi núi chập trùng và ở phía dưới thì có những cái căn nhà nhỏ một căn nữa. Thiên nhiên được kết nối một cách rất là hoàn hảo luôn. Đây đây. Ở trên thì có cả bầu trời, rồi cano đi nữa, rất là đẹp luôn. Phong cảnh rất là đẹp. Bây giờ nắng lên rồi cả nhà, nên là nhìn nó sẽ rực rỡ hơn một tí. Bây giờ anh em mình sẽ đi qua phía bên đây cho cả nhà xem nha. Nãy bên kia là chỉ cả nhà thấy núi nó ở xa nha. Bây giờ qua đây thấy núi nó gần hơn, xa hơn này cả nhà. Ôi, quả thật là không hổ danh được gọi là hòn đảo ngọc của Việt Nam đấy cả nhà. À, và này thì nó bắt mắt liền từ Hà Tiên qua Phú Quốc rồi. Hà Tiên Phú Quốc vậy vậy. Wow. Nói chung là đi Phú Quốc cũng có một nếu mà xe tải là có một con đường duy nhất. Không có đường thứ hai. Xe máy này nọ thì nó có nhiều con đường khác để đi qua, nên là cũng phải qua phà luôn. Cũng phải qua phà luôn. Phải qua phà luôn. À. Nếu mà rồi có điều kiện hơn đi bằng máy bay. Ồ, Phú Quốc có máy bay. Chỉ có hai con đường, một là qua phà, hai là máy bay thôi. Đúng rồi. Chắc wow. Du lịch sẽ đi máy bay. Bây giờ là mình đang trên phà khi nào qua được rồi bên kia rồi ấy, thì ra sẽ quay thử cả nhà mình xem cảnh đẹp của Phú Quốc nha cả nhà. Khi nói là có rất là nhiều cảnh đẹp mà ra thì chưa khám phá hết được đâu. Rất nhiều. Mình chuyến này đi cũng ngắn ngày nha, chỉ có vài ngày thôi. Cho nên là không có chắc là sẽ không có quay hết được đâu, nhưng mà ra sẽ cố gắng để có thể quay được cho cả nhà mình xem nhiều nhất có thể nha. Ôi đẹp quá anh Thịnh kìa. Mình nói là Campuchia. Campuchia. Thiên nhiên ở đây là được lan tặng rất là tuyệt vời. Con tàu đó là con tàu cao tốc. Cao tốc là chạy luôn. Chạy tốc độ kinh khủng. Nó chạy từ Hà Tiên ra tới Phú Quốc quả là chưa đầy 2 tiếng. Nhưng mà tàu có không chở người chở người hả? Chở người. Đây cho cả nhà xem mà một chiếc tàu cao tốc đang di chuyển lại nha cả nhà. Chiếc cao cam cam đó kìa. Nghĩa là xa quá cả nhà mình có thấy rõ không nha? Chứ đây chạy ngay đây. Nhưng mà đó là phà cao tốc lần đầu tiên đang thấy luôn cả nhà. Ở đây là còn rất là nhiều điều mới mẻ đang chờ đón chúng ta. Giữa một cái làng biển khơi mịt mù này mà nổi lên một chiếc tàu màu đỏ rất là đẹp luôn cả nhà. Làm một cái điểm nhấn luôn á. Anh nha, nãy bớt có vượt qua mình luôn rồi. Giao Hà Ngọc đâu có khám phá hết được những cái địa điểm du lịch ở Phú Quốc đâu đúng không? Có đó. Có hả? Nhiều không? Cũng nhiều. Thế thì khi nào đến thì chắc là em phải nhờ các anh dẫn em đi một tham quan một vài điểm du lịch nhé. Ờ, không đâu. Ok. Vậy thì bây giờ nãy giờ Trang nói, nãy giờ anh em mình nói nhiều quá mà quên cái là chữa ăn. Nên là thấy bụng nó hơi cồn cào rồi cả nhà. Bây giờ sáng là cũng nôn nao mua vé đi lên tàu lắm. Cho nên là cũng chưa ăn, bây giờ là anh em mình sẽ nhạc tháng. Lúc mà xe đến thì các anh cũng rất là chu đáo, là các anh đã đi mua đồ ăn sáng để chuẩn bị cho mọi người rồi. Cho nên là bây giờ là mình sẽ quay ngược lại bên kia để mình ăn sáng. Để bên kia để ăn sáng cả nhà. Đây, các anh đã chuẩn bị sẵn những cái hộp bánh nướng đây cả nhà. Tại vì ở đây là Thịnh là theo đúng kế hoạch là mấy anh em mình sẽ ăn ở ở quán cái chỗ tàu ở bến cảng cái chỗ mà nãy nhau cái cổng ấy. Nhưng mà cái bác tài kia đến hơi muộn cho nên là thôi để cái hộp mình nên là mua vé để lên tàu luôn. Cái xe không có đậu chờ rất được lâu cả nhà. Đây rất là hấp dẫn, tuy là bánh nước thôi mà rất là hấp dẫn. Một phần nữa chắc là do rất là nóng cả nhà. Đây phần bánh nước cung cấp thêm nha cả nhà nhé. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn sáng với anh em mình nhé. Thôi cái nước sốt này lạ quá vậy. Đúng ớt hả? Ngon hả? Ngon ngon ạ. Và đây là chắc là cũng là chỗ buộc cũng với anh đúng không? Mới luôn đúng không? Rồi bây giờ Trang sẽ ăn thử cái rồi nha.
ở cái cộng luôn hết nước thì nó làm cũng tạ quá ha. Đây, mời ở nhà nha. Sau mấy tiếng đồng hồ trên phà thì bây giờ là Trang và các bác tài cũng qua được bến bờ bên kia rồi đó cả nhà. Bây giờ Trang hiện tại là Trang và các anh em đang có mặt ở tại địa phận của Phú Quốc. Thì chắc có lẽ là Trang cũng sẽ kết thúc video tại đây luôn, định quay cho cả nhà xem nhiều cái cảnh đẹp hơn nữa. Nhưng mà tại vì lúc sáng Trang đi thì thời tiết nó lại âm u và cả nhà thấy là hiện tại trên kính vẫn còn đọng lại vài giọt mưa rồi cả nhà. Trong hồi nãy Trang quay được một chút xíu ở ngoài cái phà đó, rồi xong rồi cái trời mưa, vừa ăn sáng xong cái là trời mưa, cái là cũng không có quay được nhiều cái cảnh đẹp cho cả nhà mình xem nữa. Tại đi hôm nay thời tiết cũng không ủng hộ lắm, nhưng mà không sao, để khi mà vào sâu trong Phú Quốc thì Trang sẽ quay một vài cảnh đẹp cho cả nhà mình xem nha. Chắc là video cũng khá dài rồi, Trang sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã yêu mến và ủng hộ kênh của Trang. Và cả nhà yêu mến thì cả nhà tiếp tục cho Trang một nút đăng ký, một lượt share nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.